Xin chào đại chúng buổi sáng. À, bởi vì đây là một cái buổi pháp thoại trực tuyến cho nên con không biết đại chúng đang ngồi ở đâu. Và bất cứ mình đang ngồi chỗ nào, đang trong múi giờ nào. Đây là cái bài pháp thoại thứ hai của mùa an cư kiết thu. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2020. Và mình đang ở trong thiền đường của sóng thượng, thiền đường nước tĩnh. Con phải thừa nhận là đây là một cái dịp nó là lần đầu tiên mà con ngồi trong thiền đường của quý thầy để cho pháp thoại. Đây là một cái cảm giác hơi lạ, tại vì con chưa bao giờ ngồi ở trong thiền đường nước tĩnh để cho pháp thoại hết. Nhưng cảm giác nó hơi lạ một chút. Con vắng mặt ở làng cũng một thời gian rồi, vì con ở phá, con đi về châu Á. Ở châu Á thì quý sư cô họ không có cái vị trí cao như quý thầy. Thỉnh thoảng thì quý sư cô cũng có đến để mà dạy cho một cái thính chúng đông, nhưng mà nó cũng không có một cái hội chúng đông như vậy. Và mặc dù con là đến từ làng Mai, là một cái nơi mà quý thầy và quý sư cô là tương đối là mình không có cái sự phân biệt kỳ thị nhiều, đó là nó đã là một cái cuộc cách mạng rồi. Nhưng mà khi mà con ở châu Á một thời gian lâu thì con cũng có cái cách hành xử của con nó cũng được ảnh hưởng một chút. Và khi con ngồi đây con nhìn xuống con thấy các thầy, các sư chú trẻ, con cũng có cảm thấy hơi giống như thầy Pháp Hữu nói lần trước á, con cảm thấy giống như là cũng thấy có trộn rộn một chút ở trong bao tử giống như lần trước và thầy Pháp Hữu nói vậy. Rồi mình cũng thấy hơi căng, hơi hồi hộp một chút. Ngày hôm nay mình sẽ có một cái buổi lễ dẫn thỉnh để mà cho các em mà tập sự, họ được trình bày cái ước muốn, cái nguyện vọng của họ để được muốn trở thành một người xuất sĩ. Thì cái cộng đồng xuất sĩ rất là hạnh phúc, tại vì về đó các em là tương lai của mình. Mình được thấy cái cộng đồng của mình nó được lớn mạnh hơn. Thì khi con nghĩ về mùa an cư mùa mưa thì con thấy rất là vui. Nó thật sự là an cư mùa mưa, bởi vì 3-4 ngày nay thì trời mưa rất là nhiều. Ngày hôm nay nó sẽ có một cái buổi lễ dẫn thỉnh, và đó sẽ là một cái buổi lễ mà các em trình bày lên một cái nguyện vọng, một cái ước muốn mà được cam kết lâu dài thực tập cùng với tăng thân. Cộng đồng xuất sĩ hay cộng đồng cư sĩ thì đều quan trọng như nhau. Nó rất là có cái sự kết nối với nhau. Có những khi cái đời sống ở trong tu viện không phải lúc nào nó cũng trôi chảy thuận lợi, nó cũng có những cái lúc nó rất là khó khăn. Cái cộng đồng xuất sĩ thì nó nhiều khi cũng sống giống như là một cái gia đình vậy. Mình cũng cảm thấy là giống như khi mà đời sống gia đình hai người sống với nhau thôi cũng có rất nhiều khó khăn rồi. Thì ngày xưa giống như là ngày mới gặp nhau thì quen nhau thì nói là không có anh, không có em, sao em sống được. Nhưng mà sau đó sống với nhau một thời gian dài á, thì mình sẽ thấy những cái cam kết lâu dài, những cái hôn nhân đó nhiều khi nó lại là những cái cùng cái ngục tù vậy, nó giống như mình bị nhốt vậy đó, và sau đó thì mình muốn ly dị. Cái gì nó đã thay đổi vậy?
mình thay đổi, người kia thay đổi, hay đời sống thay đổi, hoặc là vì một người nào đó khác hơn, cái gì nó đã thay đổi để nó làm cho cái liên hệ nó không được bền vững. Cái gì nó đã xảy ra trong một cái mối liên hệ. Khi mà mình tới với nhau á, mình có một cái cam kết lâu dài, lúc đó đó là cái mình cũng rất là chân thật, một cái lòng chân thật mình tới với nhau. Cho nên sống chung với nhau đó là một cái nghệ thuật. Và khi mình tới với tăng thân, đặc biệt là một cái tăng thân mà giống như cộng đồng xuất cộng đồng ở Làng Mai vậy, thì cái đó có nhiều, cái cộng đồng đó có nhiều niềm vui lắm, nhưng mà nó cũng có rất nhiều thử thách. À, tăng thân Làng Mai là một cái tăng thân có cái tính chất quốc tế, không phải chỉ có cái tính chất quốc tế về quốc gia, về màu da, về chủng tộc, không, không thôi. Mình thử tưởng tượng đi, mình là một cái thành viên của một cái đất nước thôi, mình cũng cảm thấy là trong cái đó có rất nhiều cái sự khác biệt rồi, chứ đừng nói gì so sánh tới những cái đất nước khác. Giống như ở trong trong sống mới vậy, khi mà tụi con chia sẻ, chia ra những cái nhóm để mà làm thuyết trình về những thuyết trình về văn hóa theo vùng miền, để cho mọi người có thể hiểu nhau nhiều hơn, hiểu cái mình đến từ những cái nền văn hóa nào. Thì khi đó con thấy là chỉ có một đất nước Việt Nam thôi mà mình phải có ba phần, đã có miền Bắc, miền Nam và miền Trung. Và khi mà mình thuyết trình về văn hóa thì mình thấy rất là rõ ràng cái nền tảng văn hóa nó ảnh hưởng như thế nào đến cái con người đó. Đó là chưa nói tới là những cái mình lớn lên trong những cái gia đình khác nhau, lớn lên trong cái nền giáo dục này, cái nền, cái môi trường mà mình lớn lên từ thời thơ ấu nó rất là khác nữa. Nó còn trong cái văn hóa lớn đó, nó còn có những văn hóa địa phương nữa. Làm sao mình có thể sống một cách hạnh phúc, hài hòa và bình an, và thưởng thức cái sự có mặt của nhau được. Cái yếu tố đầu tiên mà nó gắn kết mọi người với nhau đó là cái yếu tố tâm linh, cái ước muốn, cái ước nguyện. Cái đó, cái gì nó đã nhìn vào cái đó để thấy cái gì nó, mọi người mình tới với nhau. Tất cả mọi người tới trong cái Làng Mai này đến cái con đường tâm linh bởi vì mình muốn chuyển hóa bản thân của mình muốn đạt được cái sự bình an. Và mình biết đó là cái sự bình an nó chỉ có thể có mặt từ cái bình an nội tại. Vì khi mình có cái bình an nội tại thì mình thấy xung quanh mình chỗ nào nó cũng được bình an. Nhưng mà cái sự thực tập của mình đó, nó còn yếu. Cho nên đó là mình cần phải nương tựa vào cái năng lượng bình an của tập thể, của cộng đồng. Gần đây thì con có nhận được những cái địa chỉ, những cái email của những cái vị thiền sinh mà họ đã dời nhà sống gần với làng, họ dời nhà sống gần với Làng Mai để họ có thể nương tựa vào cái sự thực tập và để tham dự vào những cái sinh hoạt, cũng giống như cái nguồn năng lượng bình an của làng đã chế tác. Thì với cái thực tế đó thì bây giờ nó lại là một cái vấn đề là mình đang có cái đại dịch COVID, thì mình phải thực hiện những cái giãn cách xã hội, thì mình phải đóng cửa làng, thì cái đó, cái yếu tố đó nó cũng làm những cái gây ra những cái khó khăn, những cái thất vọng cho những cái vị thiền sinh, những cái người mà họ đã dời nhà về sống gần làng. Thì con ước gì, con ước gì con có được một cái pháp thần thông, con gửi được cái năng lượng bình an xuyên qua những cái mạng trực tuyến như vậy để đến được với mọi người, là một cái giọt nước của một cái dòng sông trong tăng thân. Mình
chia sẻ những cái sự thực tập của mình, và cái những cái lời chia sẻ về cái sự thực tập này nó cũng hy vọng giúp được một phần nào đó cho thính chúng đang ngồi đây cũng giống như cho mọi người, để có thể yên lắng hơn và để có thể cảm nhận được cái sự nâng đỡ. Thế giới bây giờ nó có những cái vấn đề rất là phức tạp hiện nay đang xảy ra. Cái chìa khóa chính nó là làm sao để mà mình có thể có được cái sự truyền thông với nhau, thì từ cái sự truyền thông đó mình mới có thể yểm trợ được với nhau. Tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng có một cái nhu yếu được hiểu, được thương, được thuộc về một cái cộng đồng, một cái đoàn thể nào đó. Trong mình cảm thấy mình được nâng đỡ, và mình có cái sức mạnh được hưởng từ cái cộng đồng đó. Khi mà mình tham dự vào khóa tu, mình trở về nhà và sau đó mình có một cái nguồn động viên để mà mình xây dựng một cái tăng thân địa phương. Cái tăng thân địa phương đó giúp cho mình duy trì được cái sự thực tập của mình. Nhưng mà nhiều khi cái đó nó cũng không phải dễ dàng. Nhiều khi trong cái đời sống của mình có nhiều cái bận rộn và mình tới cho sinh hoạt tăng thân mỗi tuần một lần là để mà cùng tu học với nhau. Bây giờ cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ này. Chẳng hạn bây giờ mình thử lấy một cái ví dụ. Đây là cái hoa. Mọi người nhìn vào cái hoa và cùng đồng ý với nhau là cái hoa dành để trang trí. Đó là cái biểu trưng cho cái đẹp. Khi nhìn cái hoa mình cảm thấy tươi mát. Thì con hy vọng là tất cả mọi người đều đồng ý với cái giả định này của con. Khi mà mình đi gần hơn tới những cái chi tiết hơn. Cái này là cái hoa gì vậy? Cái màu hoa là cái màu gì vậy? Cái lọ hoa đó nó tốn bao nhiêu tiền? Thì bắt đầu mình có những cái ý kiến khác nhau. Mình không thích cái hoa này, mình thích cái loại hoa khác, mình thích cái màu khác. Cái lọ hoa đó mắc tiền quá. Đối, những cái vấn đề lớn có thể mình đồng ý với nhau dễ dàng hơn là những cái nhỏ. Những cái chi tiết rất là nhỏ thì mình lại khó đồng ý với nhau. Nhưng mà cũng từ những cái đó nó làm cho mình khác nhau. Bởi vì những cái muốn của mình nó khác nhau lắm. Cái nguyện vọng của mình, cái thích, cái không thích nó khác nhau. Khi mà mình nghĩ là cái ý của mình là ý đúng, dĩ nhiên cái khi mình có một cái ý kiến thì cái ý đó nó dựa vào cái kinh nghiệm thực tế của bản thân của mình về cái đối tượng mà mình đang nhìn đó. Nó căn cứ trên những cái kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua trong những cái hoàn cảnh khác nhau. Thì từ những cái kinh nghiệm đó, những cái hiểu biết đó mà mình có những cái ý kiến khác biệt. Thì cho nên khi mọi người tới chung với nhau trong buổi họp thì chắc chắn là mỗi người có những cái ý kiến khác nhau. Dĩ nhiên khi mà chẳng hạn giống như con nhìn vào cái ý của con thì con dĩ nhiên con thấy ý con là ý đúng chứ. Dĩ nhiên không phải đó là vì con cứng đầu và con muốn bảo vệ cái ý của con, nhưng mà đó là cái mà con cảm nhận và đó là cái kinh nghiệm của con. Thì cái ý khi chẳng hạn như nếu mà ý của con đúng thì không biết ý của mọi người khác thì có đúng hay không. I always told myself,
Thì con luôn nói với bản thân của con là thậm chí một hai người họ chọn tới với nhau thì họ cũng chắc chắn họ vẫn có những cái ý khác biệt, và có thể có khi nó cái khác biệt đó nó thành một cái vấn đề rất là lớn và họ không thể sống chung với nhau được nữa. Giống như trong một cái cộng đồng, như cộng đồng là cộng đồng của mình chẳng hạn, có những vị họ sinh họ là anh chị em ruột, họ có cùng cha cùng mẹ nhưng mà họ cũng có khác nhau, thì những cái khác biệt đó là những cái rất là căn bản đó. Làm sao mình có thể mong đợi là mọi người cùng suy nghĩ giống nhau, thì cái đó nó rất là khó. Cho nên cái sự khác biệt là cái chuyện bình thường thôi, cái không bình thường đó là mình suy nghĩ tất cả đều giống nhau nó mới là không bình thường, còn nó có khác biệt thì không có gì mà lạ hết đó, đó là bình thường. Sư ông á, sư ông nói là khi mà mình có những cái ý khác nhau trong một cái buổi học thì cái chuyện đó nó tốt thôi, bởi vì nó phản ánh một cái yếu tố là cộng đồng của mình là một cái cộng đồng đa văn hóa. Nhưng mà khi mình tới cho những cái buổi họp thì mình cùng lắng nghe nhau và mình sẽ có những cái tuệ giác chung. Cái thấy của một người nhiều khi nó không có đủ để mà có thể so sánh với cái thấy của số đông. Con đã từng kinh nghiệm là thỉnh thoảng con có những cái ý. Dĩ nhiên là theo cái tri giác của con thì con thấy cái ý của con là một cái ý rất là hay trong cái giai, trong cái thời điểm đó. Bởi vì con đã có kinh nghiệm về nó rồi. Con biết nó rồi. Đó là cái mà con nghĩ đó. Con biết nó, con hiểu nó. Và cái thực tế là gì? Khi mà con trình bày cái ý đó của con ra thì mọi người không đồng ý. Thì cái này cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên là con cũng bị tổn thương. Con cũng thấy cái này là một cái ý hay, mà tại sao mọi người không thấy cái ý này hay nhỉ? Và tại sao lại một cái số đông lại không có đồng ý với cái ý của con? Được huấn luyện ở trong tăng thân và thấy, và con đã từng kinh nghiệm là cái thấy của tập thể lúc nào nó cũng là một cái thấy hay, cái thấy sáng, thì con cũng từ từ con học để con buông bỏ cái ý của con. Thì có nhiều khi tăng thân làm một cái quyết định rồi, và khi mà thực hành cái quyết định đó thì nó không có hay như là những như mà con nghĩ. Con thấy đấy chưa, cái này nó cũng chưa có hay lắm. Nhưng mà sau đó mọi người làm cái ý đó trong vòng 2 năm, 2 năm sau thì mọi người lại thực hiện cái ý mà con đã trình bày trong cái buổi họp. Thì cái đó là cái kinh nghiệm mà sống chung vậy đó. Nhiều khi mình vào cái lúc đó mình nói không ai nghe hết. 2 năm sau bắt đầu mới thấy là và lúc đó mình nói thấy chứ con nói rồi, đáng lẽ là nên làm như vậy mà mọi người không nghe con. Có ai trong đại chúng cảm thấy giống như con không? Con cảm thấy là hơi con cảm thấy lúc đó con cảm thấy là hơi tội cho con. Bởi vì cái con đã không có hạnh phúc khi mà con thấy cái việc mà đang diễn ra đó nó không có được xảy ra trong một cái cách mà con biết là nó nên làm hay hơn. Nhưng mà cái quyết định của hội đồng tỳ kheo hay hội đồng tỳ kheo ni là cái quyết định tối cao, là cái quyết định hay nhất. Thì con cũng thực tập để mà
để mà tôn trọng, để mà buông bỏ cái ý của mình và để mà chuyển hóa cái tập khí của con, để mà con học cái cách để mà nương tựa vào cái đoàn thể mà con đang sống. Mặc dù con không có hạnh phúc nhưng mà con cũng học để mà con chuyển hóa và con sống hài hòa, hạnh phúc ở trong cái đoàn thể của con. Cái gì nó cũng cần phải được rèn luyện hết á, chứ không phải là chỉ nói là hạnh phúc đi, làm cái đó đi, hay là buông bỏ đi thì mình có thể buông bỏ hoặc mình có thể hạnh phúc liền, mà tất cả nó đều cần có thời gian và nó cần phải có một cái sự rèn luyện thì mình mới có thể làm được. Thì con bây giờ con đã, khi con đi tới với lại một sư chị lớn hơn con bắt đầu con than phiền, thì con thấy sư chị đó rất là có nhiều cái thấy sáng, rất là, và chị đã đi qua rất nhiều cái khó khăn, nhiều vấn đề. Thì sư chị nói với con là mặc dù cái ý của sư em là một cái ý hay, nhưng mà cái tăng thân thì nó chưa có cùng nằm trong cái tầng tâm thức đó, nó chưa, tăng thân chưa thấy cái thấy giống như mình. Nếu như mà tăng thân á, lúc đó đi theo cái ý của mình, nhưng mà lúc đó chắc chắn mình cũng không có hạnh phúc đâu, tại vì mọi người họ chưa thấy được cái ý của mình là cái ý đúng, nhưng mà họ làm theo thì sau đó mình sẽ không nhận được những cái sự yểm trợ. Mình có thể đạt được cái ý mình được thực thi, nhưng mà lúc đó mình lại đơn độc, mình thực thi cái ý đó một mình thì nó không có đi theo cái tinh thần đi như một dòng sông. Cho nên thì con cũng phải chậm lại, và con để thời gian để cho tăng thân có thể hiểu con, và để cho tăng thân và con cùng đi được với nhau. Thầy có một cái tầm nhìn rất là hay, rất là đẹp về chùa, về tu viện online rất là lâu rồi. Thầy đã có cái tầm nhìn này rất là xa rồi, nhưng mà cho tới bây giờ nó mới trở thành cái gì đó thực thi. Ngày trước có thầy nói với lại một số vị trong chúng là thầy muốn có một ngôi chùa điện tử để cho những vị thiền sinh không có cái cơ hội tới làng, mà họ lên mạng họ vẫn cảm thấy họ theo được cái sự thực tập của làng và vẫn cảm thấy họ được ở làng. Thì cái tầm nhìn của thầy rất là xa, nhưng mà lúc đó con không có nhìn ra được giống như thầy. Lúc đó con chỉ thấy là, con thấy nó chỉ là, nó cũng cũng cái mạng internet lúc đó nó cũng không có, chưa có làm được hay, nó không có linh động. Thì con chỉ làm trong một cái trang web, thì con để những cái bài báo, những cái hình, hoặc là một vài cái pháp thoại của thầy. Nhưng mà cái thời điểm này, bây giờ là một cái thời điểm mà có đại dịch COVID, thì cho nên nó, cái bây giờ mình đã, cái ngôi chùa điện tử đó nó đã được thực hiện một cách linh động hơn, giống như là mọi người cùng tham dự ngồi thiền với nhau, rồi cùng tham dự những cái lễ với nhau, rồi ngồi thiền hướng dẫn chung. Mà giống như bây giờ mình đang nghe pháp thoại chung, và mọi người đang có mặt ở trên mạng và con đang nói pháp thoại ở đây, thì con vẫn cảm thấy được cái sự kết nối. Con không phải chỉ nói cho cái thính chúng đang có mặt hiện tại với con ở đây, mà con thấy là con đang nói chuyện với một thính chúng rộng lớn hơn. Cho nên nó có những cái tầm nhìn nó xa, nhưng mà ngay trong cái thời điểm đó có thể chưa được chấp nhận, nhưng mà nó sẽ được hiển lộ ra một cái thời gian sắp tới. Thì cho nên nó là mình đừng có mình đừng có thất vọng, mình đừng có bỏ cuộc. Tăng thân á, là một cái hành trình lúc nào mình cũng đi chung với nhau và mình có những cái sự tiếp nối. Cho nên có những cái vị tập sự vào chúng, đó là những vị
xuất sĩ tương lai, nó mang đến cho tăng thân rất nhiều hy vọng. Tăng thân của mình luôn được tiếp tục lớn lên và đi về tương lai. Cái điều cốt lõi ở đây là mình có hạnh phúc với cái tăng thân của mình hay không. Khi mình thương một người nào đó, mình rất là dễ để chấp nhận mọi thứ của người đó. Ai cũng có những cái yếu điểm, nhưng mà khi mình thương người đó rồi thì nói, ồ, cái đó đâu có gì đâu, cái đó dễ, cái đó nhỏ thôi mà. Khi mình thương một cái người nào đó thì mình có cái năng lượng để mà mình vượt qua những cái trở ngại, để mà mình bảo vệ cho, bảo hộ cho cái người đó, để làm cho người đó có hạnh phúc. Thì mình nghĩ về người mẹ của mình đi, về cha của mình, về những cái người thân thương của mình. Mẹ của con là có thể hy sinh mọi thứ để mà làm cho con có hạnh phúc, bởi vì mẹ rất là thương con. Và con tin là tất cả những người mẹ trên thế giới này đều như vậy hết. Cái gì để cho họ cái nguồn năng lượng đó? Đó là cái nguồn năng lượng của tình thương. Làm sao mình có thể hiến tặng cho cái tăng thân của mình một cái nguồn năng lượng như vậy, để mà mình giúp nhau vượt qua những cái khó khăn đang xảy ra trong lúc này. Giống như mà các bạn đang ở trong nhà, ở trong gia đình của mình có những cái khó khăn, thì mình khi mình tới với tăng thân thì mình mong muốn mình nhận được những cái nguồn sức mạnh, những cái sự động viên, những cái sự nâng đỡ để có thể giúp mình tiếp tục cái đời sống của mình. Thì là một thành viên của một cái đoàn thể thì mình nên làm gì? Mình tới với lại đoàn thể để cho mình được lợi lạc, mình được thừa hưởng lợi lạc từ cái đoàn thể đó. Nhưng mà mình cũng cần phải mang cái gì để mà mình hiến tặng cho cái đoàn thể đó chứ. Mỗi người á, có những cái thấy, có những cái điểm mạnh. Mỗi người có cái năng lượng, có cái tình thương. Cái vấn đề là khi mình tới với nhau á, tới chung với nhau á, thỉnh thoảng mình không biết cái cách để mà mình làm cho nó hòa hợp hài hòa với nhau. Trong sự thực tập của các vị xuất sĩ, nó có một trong những cái phép lục hòa, trong 6 phép lục hòa nó có kiến hòa đồng giải. Không cần biết cái thấy của mình nó là gì, nhưng mà mình phải học cái cách để hòa hợp với những cái ý kiến khác. Cho nên trong cái khi mà mình làm những cái quyết định trong cộng đồng xuất sĩ, mình đều có cái pháp tác pháp yết ma. Cái pháp tác pháp yết ma đó nó giúp cho mọi người đều cảm thấy hạnh phúc chung với lại một cái ý kiến cuối cùng. Và khi mà tất cả mọi người im lặng trong cái tác pháp yết ma đó, nếu mà mình giữ im lặng và tác pháp yết ma được thành công, thì đó là cái quyết định cuối cùng của tăng thân. Và tất cả mọi người nên yểm trợ cái quyết định chung đó. Mình không thể nào đi ra khỏi buổi họp và mình nói là ồ, tôi không thích cái ý đó, nhưng mà thấy đa số số đông đều thích, cho nên thôi chắc tôi im lặng, nhưng mà tôi sẽ không làm theo. Thì mình không có hành xử như vậy. Cái đó nó không có được. Mình là một cái dân chủ mà, mình có thể nói ra cái ý của mình có thể đấu tranh cho cái ý của mình. Nhưng mà khi mình làm tác pháp yết ma thì mình phải đi tới một cái quyết định chung, và mình phải thực tập để yểm trợ.
trong cái cộng đồng của những người, những vị cư sĩ thì mình thực tập như thế nào? Con lúc nào cũng nghĩ là trong cộng đồng xuất sĩ lúc nào nó cũng dễ dàng hơn là mình sống trong cái cộng đồng của những vị cư sĩ. Bởi vì là những vị cư sĩ á, thì mình không có sống chung với nhau, mình sống ở những cái nhà khác nhau, mình có những cái tiện nghi riêng. Này, chỉ có ngày Chủ nhật mình tới chung với nhau để sinh hoạt và thực tập chung thôi. Thì ở đó mình chia sẻ, rồi mình thực tập, rồi thí dụ mình có những cái ý kiến khác nhau, hoặc là mình có những cái hiểu lầm về những về một ai đó trong tăng thân. Thì mình thí dụ mình không thích, thì ví dụ như mình đi về nhà, mình đóng cửa lại, mình sẽ không thấy cái người đó nữa. Nhưng mà khi mà ở trong, nhiều khi mình cứ hay tránh né, mình không có tránh né cái người mà mình không thích đó. Trong buổi học mình thấy người đó thì mình đi chỗ khác, hoặc là mình thấy người đó trên đường mình né chỗ khác, thì mình không có đối diện. Nhưng mà trong cái cộng đồng xuất sĩ mình sống với nhau thường xuyên thì mình không thể làm như vậy được. Mình đâu có nhà riêng đâu, giờ đóng cửa lại, cho nên là mình phải đối diện với chính tự thân của mình, với những cái thích và không thích của mình để mà mình chuyển hóa. Có một cái điều mà hay nói trong cộng đồng xuất sĩ là người tu thì không có được giận quá 24 tiếng. Mình có quyền giận mà giận 24 tiếng đồng hồ thôi. Nếu như mà trong 24 tiếng đồng hồ đó mình cái người kia đó họ không có thay đổi thì mình phải tự thay đổi bản thân của mình. Cái sự thay đổi chuyển hóa đây nó không có nghĩa là mình mất cái không phải là mình là hạ thấp bản thân của mình, nhưng mà mình thay đổi là bởi vì mình thấy là cái sự thay đổi đó nó tích cực, cái sự thay đổi đó nó giúp cho mình đối diện với cái những cái yếu kém của mình, và để cho mình mạnh 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 dạn để mà mình nhìn vào những cái yếu kém của mình. Cái đó nó không có làm cho mình yếu hơn mà nó làm cho mình mạnh hơn khi mình thấy được những cái giới hạn của tự thân của mình. Mình không có cần phải là mất sĩ diện khi mà mình làm mình như vậy. Thì có một hôm thì một cái vị thiền sinh hỏi sư ông là con làm sao để con biết là cái sự thực tập của con là đúng. Thì thầy trả lời là càng thực tập mà càng cảm thấy hạnh phúc, và mình càng cảm thấy mình có nhiều tự do, thì cái đó là một cái sự thực tập đúng hướng. Thì con xin mời đại chúng nhìn lại cái sự thực tập của mình và để thấy là mình có nhiều cái tự do hay không. Mình có thấy mình tự do hơn không? Mình có thấy mình hạnh phúc không? Nếu mà cái câu trả lời của mình là không, thì mình phải thay đổi thôi. Mình nhìn lại cái sự tập của mình để mình thấy cái nút thắt nó nằm ở cái chỗ nào, cái gì nó đã làm ngăn trở cho mình để mà mình có hạnh phúc, cái gì nó đã ngăn trở những cái hạnh phúc của mình. Tất cả mọi người á, mình ai cũng có những cái tri giác hết á, bởi vì những cái tri giác đó cho nên nó làm cho mình thiếu hạnh phúc. Sư cô Trần Đức vừa rồi có một lâu rồi sư cô có cho một cái bài pháp thoại, và con phải thừa nhận là con không có nhớ hết tất cả bài pháp thoại, nhưng mà con nhớ một cái điểm mà sư cô nói là sư cô lấy một cái ví dụ về cái sự chụp hình. Khi mình thấy một cái gì đó đẹp và mình muốn chụp lại cái hình đó, mình lấy cái camera ra, máy chụp hình ra, rồi sau đó mình chụp cái bức ảnh đó lại. Thì với cái camera mình chỉ lấy cái tầm ngắm của nó chỉ có giới hạn thôi, và mình chỉ có lấy được cái một cái cảnh đó thôi. Thì mình cũng vậy, mình có trong mình có rất nhiều cái hộp,
Nếu mà cái gì nó vừa với cái hộp á thì mình thấy hạnh phúc, mình không có cái khả năng để mà thấy những cái điều nó nằm ngoài cái hộp đó của mình. Đó là cái tri giác của mình đó. Mình chỉ có thể hạnh phúc được khi mà suy nghĩ phải như thế này, hoặc là mình chỉ có thể có hạnh phúc khi mà cái đại dịch này nó đi qua. Nếu như mà cái đại dịch này nó tiếp tục thì mình sẽ không có hạnh phúc. Thì vậy thì mình sẽ đánh mất cái hạnh phúc của mình cho tới bao giờ? Là một cái người thực tập thì mình phải có cái khả năng để mà sống hạnh phúc vào mỗi phút giây. Ngày hôm qua có một vị gửi email cho con và nói là rất là lo, bởi vì bây giờ mùa đông á, nó đang tới, và mùa đông mà không có COVID á, thì là mọi cái chuyện mà bị cảm thôi nó cũng đã giết rất là nhiều người rồi. Bây giờ huống hồ chi là cái đại dịch COVID nó đang xảy ra, thì chắc sẽ có rất nhiều người sẽ bị chết trong cái mùa đông năm nay. Thì con nhìn vào cái tin tức đó thì con thấy có thể đúng. Tin tức đó nó có thể đúng. Có những cái khoa học, có những cái minh chứng khoa học mà ở trong cái đó. Nhưng mà cái đó nó cũng không thể làm cho mình mất mát cái hạnh phúc của mình. Tại sao? Bởi vì mình đã bị kẹt ở trong cái đại dịch COVID này một thời gian rất là dài rồi, và nó đã trở thành một cái gì đó làm cho mọi người bị khủng hoảng. Mỗi năm khi mình nói về cái dịch cảm cúm, mình không có đặt một cái tên, mình chỉ nói là bị cảm cúm thôi. Mà mặc dù mình không có thể nào vượt ra khỏi cái sự cảm cúm đó, cho nên mỗi năm mình biết là vào mùa đông sẽ có cảm cúm thì mình sẽ đi chích ngừa rồi để mà ngăn ngừa cái cảm cúm đó. Có thể là mỗi năm những cái virus nó thay đổi, thì khi cái chích ngừa đó nó không có còn hữu hiệu nữa. Nhưng mà mỗi năm thì có luôn luôn có những cái virus mới nó xuất hiện. Là một cái con người thì chắc chắn mình phải đối diện với những cái điều kiện sống xung quanh, đối diện với những cái môi trường sống xung quanh. Mình rất là tỉnh táo để mà thấy cái gì đang xảy ra, nhưng mà mình không có bị khủng hoảng, bởi vì cái sự khủng hoảng đó nó không giúp được gì. Cái sự khủng hoảng đó nó làm cho cái sức mạnh của mình nó đi xuống, làm cho con người của mình nó yếu đi rất là nhiều, tinh thần của mình đi xuống. Và chắc chắn là mấy con virus nó thương mấy cái người mà có cái tinh thần yếu lắm. 3 4 ngày nay thì trời mưa, và bây giờ nó đã bắt đầu trời bắt đầu trở lạnh, nhưng mà mặt trời nó sẽ có lại những ngày nắng, nó sẽ quay trở lại. Thì cuộc đời nó như vậy thôi, mọi thứ nó tới rồi nó đi, rồi nó thay đổi. Bản thân của mình cũng vậy. Để nói quay lại cái chuyện tri giác sai lầm. Cái tri giác sai lầm nó làm cho cái đời sống của mình ở trong tăng thân có nhiều khó khăn, bởi vì cái tri giác đó, cái tri giác đó nó làm cho mình nhìn nhận cái vấn đề nó một cách sai lạc. Thầy nói là 90% những cái tri giác mình có là sai lầm. Nếu mà nó đúng thì không có thay, thì mình sẽ không dùng cái chữ tri giác mà mình nói cái đó là cái điều xác thực. Nhưng mà cái này mình không có, nó là tri giác thôi, bởi vì mình đâu có chắc chắn đâu. Thì trong cái từ Hán Việt mình gọi cái đó là tưởng,
tưởng có nghĩa là mình tưởng tượng, mình vẽ vời nó ra, nhưng mà mình không không chắc là nó đúng hay không. Cho nên khi mà mình nhìn nhận mọi việc như vậy thì mình cũng đã biết là 5% trong đó là sự thật, nhưng mà cái phần còn lại có thể không phải là sự thật. Trong tăng thân của mình á, khi mà mình cần phải truyền thông với mọi người, và nếu như mà mình không có thấy được cái tánh của mỗi người á, thì mình chỉ có nhìn thấy cái người đó dựa trên cái tri giác của mình thôi, thì cái đó nó tạo ra cái khoảng cách giữa mình và người kia. Khi mà bất cứ một cái chuyện gì đó nó xảy ra, thì xin mọi người, mình là những vị hành giả thực tập, thì mình dừng lại để mà làm những cái gì nó, mình làm những cái điều như là đi thiền hành, ngồi thiền, để mà thân tâm của mình nó được lắng dịu trở lại trước khi mình nói ra một cái câu gì đó. Cái tri giác của mình nó nằm trong tâm, nằm trong đầu mình. Mình không có thể nào mà lấy nó ra liền, nhưng mà mình phải cố gắng để mà mình đừng có phản ứng một cách quá nhanh trong khi mà mình có những cái tri giác như vậy. Mình phải làm lắng dịu nó trước. Cái đó cũng đã là một cái thành công rất là lớn rồi. Con không biết là mọi người thì sao, nhưng mà đó, con là một cái người phản ứng rất là mạnh, rất là nhanh. Có một cái con đã chia sẻ rồi là nhiều khi con đã nói rồi thì con không có muốn, thì nhiều khi cái câu chuyện này con đã kể rồi nhưng mà con chưa có, con không muốn kể lại, nhưng mà thôi con nghĩ là có nhiều thính đại chúng ở đây chưa được nghe, cho nên thôi con kể lại cái kinh nghiệm này của con. Đây là khi mà con sống ở Huế, ở Huế thì cái ni xá rất là nhỏ, ni xá Diệu Trạch. Diệu Trạch mới là một cái ni xá 2 tầng, mỗi cái mặt thì có khoảng 5 phòng. Trên nó có một cái nhà kho. À, cái này là một cái câu chuyện thật nha. Câu chuyện này là câu chuyện có thật. Ở trên á, 2 tầng để nói rồi. Ở dưới á, là nó có nhiều phòng học, ở phòng ở của quý sư cô. Và phía bên kia đó là nhà vệ sinh và nhà bếp, nhà ăn. Mỗi phòng thì có khoảng 12 cho tới 16 sư cô ở chung với nhau. Mình ở vào giường tầng. Bữa đó thì con nghĩ con ở phòng chung với lại 12 sư cô. Và ngày hôm đó thì có cái ngày quán niệm ở một cái chùa, ở chùa khác. Thì mọi người lấy thức ăn và đã rời khỏi ni xá. Thì con bữa đó con tính đi sau, và có một sư cô khác sẽ chở con đi bằng xe máy. Thì con nghĩ con là cái người cuối cùng đã rời khỏi phòng của mình. Và bình thường thì phòng đó, trước khi ra, cái người cuối cùng của phòng thì phải đóng cửa, và sau đó thì giấu cái chìa khóa ở dưới cái tấm thảm chùi chân của phòng, ở trước cửa phòng. Tại vì trong phòng thì mình không biết là ai sẽ là người tới về cuối cùng hay là về trước, cho nên mình phải cùng để một cái dấu hiệu với nhau để mọi người cùng nhận biết về cái chìa khóa. Thì còn cái phòng của con ở phía trước nó có một cái hành lang, và bên hông thì nó là một cái cầu thang đi lên trên thiền đường. Thì cái sư cô mà sẽ chở con đi á, thì sư cô đó đã chuẩn bị sẵn sàng để mà đợi con ở phía bên kia ni xá. Thì con khóa cửa. Thì khi con khóa cửa và con cúi xuống, con bắt đầu con dở cái tấm chùi chân lên, con tính bỏ cái chìa khóa xuống, thì con nhìn ra con thấy là có 2 người đang nhìn con. Một người là người làm việc,
một người công nhân để làm việc thì con biết cái mặt của cái vị đó, còn cái vị thứ hai thì con không nhận ra được cái khuôn mặt đó là ai. Thì con thấy là họ đang nhìn thấy con giấu cái chìa khóa dưới tấm thảm. Tại vì con đang trên đường bỏ đỏ cái chìa khóa xuống thảm thì họ đang nhìn con, thì con suy nghĩ, con không biết là bây giờ con bỏ xuống hay là con làm gì. Lúc đó con hơi ngần ngại. Con nghĩ lúc đó mọi người hai bên chỉ có mới nhìn nhau một một hai giây thôi và bắt đầu con quay đi. Thì lúc đó trong đầu con suy nghĩ giống như là thôi con phải làm một cách bình thường thôi, con đặt cái chìa khóa xuống và con phủ tấm thảm lại và con đi ra. Thì khi mà con đi qua hai cái người đó thì con nhìn hỏi họ là hai sao hai hai chú khỏe không? Thì con hỏi cái vị kia là con không có thấy chú làm việc ở đây trước đây hả? Và ổng nói, chú đó nói là à, tôi là bạn của anh này thôi, tôi tới đây thăm chút thôi. Thì sau đó thì con hỏi thăm xong thì con đi ra để các sư em chở đi. Thì lúc đó con cảm thấy khỏi, con không có thấy bình an, con thấy bất an quá. Tại vì cái chìa khóa hai người đó đã thấy con giấu ở dưới thảm. Thì con không muốn đi liền. Bắt đầu con để thầy, con đi bộ qua cái nhà bếp và con nói với lại mấy sư em là này, chị thấy một cái chú hơi lạ lạ. Chị họ thấy cái mặt họ không có quen lắm. Thì chắc chắn là mình không có thể nào mình tin tưởng vào cái sự nghi ngờ của mình. Con không muốn chứng, con không dám, mà con cũng không dám nghi ngờ người khác. Nhưng mà con cũng nói với lại mấy em đó là chị để cái chìa khóa ở dưới cái tấm thảm. Thì mấy em nấu ăn nhưng mà mấy em cũng lâu lâu đi tới đó coi coi chừng cái phòng của chị giùm chị. Nhưng mà đừng đừng có lo, thì chị hơi hơi nghĩ vậy thôi. Và lúc đó thì con lên xe, con tính đi. Nhưng mà con vẫn không thấy bình an, con phải nói mấy em thôi để dừng lại. Thì bắt đầu con đi xuống xe. Con đi trở về cái phòng của con. Và con nói to lên để cho mọi người cùng nghe là con nói to lên, nói ơi chị quên đồ, chị quay lại chị lấy nha. Dĩ nhiên là không phải là cái đó nó hành động nó không bình thường chút nào, tự nhiên con muốn làm nó một cách rất là bình thường để cho mọi người, để cho hai cái chú công nhân đó cũng thấy là con bình thường chứ con không phải con bị mất mát đâu. Nghĩa là con muốn làm cho nó bình thường. Thì con trở về cái chỗ đó, cái phòng của con á, thì con thấy vòng vòng mọi chuyện nó cũng diễn ra trong vòng 5 phút thôi. Con trở về, con mở cái thảm lên để con lấy cái chìa khóa. Thì mọi người đoán cái gì đã xảy ra không? Cái chìa khóa nó không còn nằm ở chỗ đó nữa. Và con rất là ngạc nhiên, rất là sốc. Con mở, con lật hết cái thảm lên luôn, con cũng không thấy cái chìa khóa đâu hết. Thì bây giờ cái gì đi tới trong đầu của con, cái tri giác của con lúc đó là gì? Tri giác của mình lúc đó có thể là gì? Mọi người đang mỉm cười thì con nghĩ là mọi người chắc cũng có cái tri giác giống như con thôi. Thì con không biết phải làm sao hết. Con rất là cố gắng để mà con không có hỏi hai cái chú đó là hai chú có thấy cái chìa khóa của sư cô không. Nhưng mà thật sự ra là ở trong lòng con á, là con nghĩ là hai cái người đó lấy cái chìa khóa và con nghĩ trời sao mà họ làm nhanh dữ vậy. Thì cái tri giác của con nó đang có như vậy. Và sau đó thì con đi về nhà bếp, con hỏi mấy chị em, con nói mấy chị em là con nói là cái chìa khóa nó mất rồi mấy em. Sau đó thì con đi quán niệm, tại vì em đi quay em thì sao dù sao đi nữa thì chìa khóa nó cũng mất rồi. Nhưng mà con cũng nói mấy chị em là nhớ đi vòng vòng coi thử coi nó sao, coi cái chùa và để ý mấy chú vẫn còn làm việc của mấy chú chứ không làm chuyện gì khác. Và cái cả ngày quán niệm thì cái đầu của con nó không có nghe được pháp thoại, nó không có sinh hoạt gì ở đầu con, chỉ có dính với tới cái chìa khóa thôi.
cái lúc đó thì con không có phản ứng mạnh hoặc là không có hỏi mấy chú đó một cách thẳng thắn. Lúc đó thì con cũng có cảm giác là con cũng có thấy là con cũng đang làm chủ được tại bản thân con để mà không có nói cái gì đó làm tổn thương người khác. Và cái ngày hôm đó thì con trở về chùa rất là trễ và phòng con đã mở cửa rồi, mấy sư em ở trong phòng, đang ở trong phòng và mọi chuyện giống như bình thường, không có chuyện gì hết. Thì con hỏi là ủa sao mấy em vô nhà được? Tại sao mà phòng mở cửa được, ai mở cửa cho tụi em vô phòng? Thì mấy em nói là con biết con về thì cửa mở rồi con đi vô thôi. Thì cái đó nó làm cho con rất là phiền, rất là không hiểu được. Dĩ nhiên là cái này con đang cố gắng nói cho mọi người biết về cái tri giác của con. Những cái này nó con nghĩ nó xảy ra rất là thường xuyên trong cái đời sống hàng ngày. Thì sau đó thì con mới biết là có một sư cô, sư cô đó chăm sóc thiền đường và không, ngày hôm đó không có đi quán niệm và cũng rất là đi trễ. Cho nên khi mà sư cô đó đi xuống cái cầu thang á, thì sư cô đó cũng thấy là hai cái người làm việc đó, hai người thợ đó cũng nhìn thấy sư cô đang giấu cái chìa khóa ở dưới tấm thảm. Cho nên nó là em đó rất là nhanh, khi sau khi mà sư cô đi á thì em đó tới lấy cái chìa khóa liền và sau đó thì em nó ở nhà giữ nhà luôn. Và sau đó thì em lấy cái chìa khóa đi và đi lên nó làm việc ở trên thiền đường tiếp. Dạ, cho nên đó là một cái tri giác sai lầm, là mọi chuyện nó diễn ra như thiệt luôn. Dạ, cái này nó là không có gì nó quá là nghiêm trọng, nhưng mà nói cái này khi mà nó xảy ra như vậy, chẳng hạn giống như mình nghĩ trong một cái nhà có hai người thôi thì nhiều khi mình cũng dễ hiểu lầm nhau, và từ những cái điều rất là nhỏ mà mình có những cái tri giác về nhau. Và trong những cái lúc mà mình có cái tri giác đó, mình có thể nói những cái điều rất là bực bội, rất là khó chịu, và nó biểu hiện cái sự không có tin tưởng lẫn nhau. Thì tất cả những điều đó nó tạo ra những cái tổn thương, những cái vết thương. Và nếu mà mình may mắn thì sau đó mình có thể giải hòa với nhau, nhưng mà nếu không á, thì nó tạo ra những cái vấn đề trong cái liên hệ. Con có một cái người cô của con chỉ có một người con gái thôi và cô rất là thương con gái của cô. Cô làm mọi thứ để có thể làm cho con gái của cô hạnh phúc. Thì cái thời điểm đó ở Việt Nam á, mình mỗi người không có phòng riêng, mà giống như bình thường trong mấy cái nhà thì mình có một cái phòng chung, mình ở chung với nhau. Và thường á thì cái cháu con ở chung với lại cô của con. Nhưng mà sau khi mà cháu lớn lên thì dì của con làm cho cháu một cái phòng khác. Và đã sống rất là lâu chung phòng với ba mẹ. Bây giờ tách ra ở riêng một cái phòng khác thì cháu con không có cảm thấy hạnh phúc lắm. À, cái mà điều làm cho cháu con có cái sợ đó là cái nhà đó là cái nhà nó là bằng gỗ. Thì giống như khi mà thời tiết nó thay đổi, nó nóng nó lạnh này kia thì nó bị giãn nở cái gỗ, thì cái gỗ cái đó nó sẽ tạo ra những cái tiếng động. Nhà Việt Nam mà, cho nên là cái bình thường trong nhà Việt Nam có những cái bàn thờ của ông bà tổ tiên, bàn thờ Bụt rồi bàn thờ tổ tiên. Ở đây mình cũng có những cái bàn thờ tổ tiên. Thì đối với lại một cái đứa nhỏ thì cái bàn thờ tổ tiên á nó là một cái gì đó nó làm cho nó rất là bí ẩn và có thể nó làm cho
cái yếu tố bí ẩn nó nhiều khi làm cho mình hơi sợ, thấy nó hơi ghê. Dạ, rồi nào là nhang nhang khói, rồi hình của những người đã mất, rồi làm cho mình, tại vì còn nhỏ mình không có hiểu, vậy thì mình thấy sợ. Đấy, tại vì mình không hiểu cho nên mình sợ. Cho nên cái phòng thờ đó gần cái phòng của cháu. Rồi sau đó dưới phía sau mới là phòng của cô chú của con. Tưởng tượng Việt Nam cách đây năm 50 năm trước thì cháu không có hiểu làm sao mà hai người đó là hai người lớn mà phải ở được ở chung với nhau, còn nó nhỏ mà phải ở riêng như vậy, thì cô không hiểu được. Và khi mà trong đêm á, ngủ không có được, xong rồi cái nhà gỗ mà nó tạo ra cái tiếng động, tạo tiếng bước chân, rồi mình tưởng tượng cái này cái khác, nào là tiếng bước chân này kia, thì sợ ma cho nên ngủ không được. Thì bắt đầu cháu nó có những cái nội kết với mẹ, thì nghĩ là mẹ không có thương, mẹ bỏ rơi, mẹ đẩy ra, mẹ không có thương. Thì cái đó nó là một cái tri giác, nó nằm sâu ở trong lòng của cháu. Và khi mà lớn lên không có còn sợ những cái điều nhỏ nhỏ như vậy nữa. Và mẹ lúc nào cũng nói là con một, và mẹ rất là thương con. Nhưng mà lúc nào cái nội kết đó từ hồi nhỏ đó, nó là một cái vết thương nó có mặt ở đó, và lúc nào mẹ nói là con gái duy nhất của mẹ, mẹ rất là thương con, nhưng mà nó lúc nào cũng phản ứng là con không tin mẹ. Rồi sau khi nó lớn lên nó không có lắng nghe mẹ, lúc nào nó cũng muốn rời nhà để đi hết. Và sau khi lắng nghe cái pháp thoại, nghe pháp thoại của sư ông á, thì có một cái lần mà hai mẹ con đi tham dự khóa tu, khi mà thầy đến America, đến Mỹ để mở khóa tu, thì hai mẹ con có tới khóa tu và nghe pháp thoại của thầy. Lúc đó con đã là sư cô rồi. Bà dị và cô của con nói với con là sau cái pháp thoại đó, sau pháp thoại của thầy á, thì con gái của dì của cô á, tới và nói với lại cô á là con đã hiểu lầm mẹ rất là lâu. Và lúc đó là nó khoảng 16, 17 tuổi, và lúc đó mà cởi bỏ được cái nút thắt trong lòng để mà nói ra được cho mẹ. Thì đó đã rất là nhiều năm tháng rồi, đáng lẽ là cái liên hệ hai mẹ con rất là tốt, nhưng mà chỉ vì một cái tri giác từ ngày nhỏ đó thôi, và nó đã trở thành một cái vấn đề, và nó trải qua rất là nhiều năm. Bởi vì vậy dì của con cũng không có cảm thấy hạnh phúc, bởi vì dì rất là thương và để rất là nhiều cái tấm lòng để mà chăm sóc cho con, nhưng mà con lúc nào cũng đẩy ra. Bởi vì giống như đứa con nó hành xử giống như là tại vì ngày xưa mẹ đã đẩy con, hay bây giờ con cũng đẩy mẹ ra vậy. Nhưng mà may mắn là sau cái pháp thoại đó thì hai mẹ con có hàn gắn lại được với nhau. Những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy nó có thể xảy ra trong cái đời sống hàng ngày. Thường thì sau pháp thoại thì thường mọi người chẳng nhớ gì về pháp thoại con đã nói gì, nhưng mà họ lại nhớ những cái câu chuyện con kể, cho nên thôi giờ con kể thêm câu chuyện nữa. Có một cái sư cô đó hiện giờ không có ở đây. Khi mà sư cô còn nhỏ thì ba của sư cô phải đi làm ăn, cho nên là sư cô ở với mẹ. Ở
ở trong một ở ngoài dưới quê. Này là cũng câu chuyện cũng xảy ra ở Việt Nam. Bởi vì mẹ của sư cô chỉ có một mình sư cô thôi, và ba thì đi làm xa, và sư cô thì không có làm được nhiều cái việc tay chân ở trong nhà. Có một cái người hàng xóm tới giúp giúp mẹ để mà sửa cửa, rồi để làm lại mái nhà, để sửa hàng rào. Và làm những cái giàn mướp. Và với sư cô đó, sư cô cảm thấy là không có kết nối được với lại cái chú đó, cái chú mà hay tới giúp mẹ. Thì với cái chú hai đó, thì cái chú hai, sư cô cảm thấy có nhiều cái sự kết nối với cái chú hai đó nhiều hơn, tại vì chú thường hay tới giúp đỡ và thường hay có mặt hơn là với ba của mình. Thì ba đi trong vòng 3 năm, và khi mà ba về lại nhà, bởi vì mẹ mẹ có thai, nhưng mà lúc đó thì ba đi làm rồi, cho nên nó là ba chưa có gặp con gái. Thì ba về, ba có một cái tri giác á, là cái này không phải là con của mình, không phải con gái của mình. Và ba không có dám nói ra, nhưng mà giống như nhìn lại về thời gian này kia thì nghĩ là theo cái đó thì có thể là con của mình, nhưng mà ba vẫn nghi ngờ. Và cái thời điểm đó thì nó không có xét nghiệm DNA rồi này kia, cho nên không có xác minh được. Cho nên những cái nghi ngờ đó nó lớn lên mỗi ngày khi mà thấy thấy con gái của mình thân thiết với lại cái người hàng xóm hơn là với chính mình. Thì ba không có cái liên hệ mật thiết. Và với những cái tri giác đó thì ổng hành xử giống như là không có sự cư xử một cách rất là lạnh lùng, và không có phải là dĩ nhiên không có bạo động, không đánh đập gì, nhưng mà cảm thấy một cái hành xử rất là lạnh lùng. Thì mẹ nói với lại sư cô đó là đây là ba của con. Và ở với ba như vậy cho tới em 10 tuổi, nhưng mà nó đã trở thành một cái tổn thương rất là sâu. Và có bữa thì sư cô nói là, cái này là sư cô đó khi còn nhỏ ha, nói là con ước gì con có một cái người cha như vậy. Thì cho tới khi mà có một cái người bạn thân của ba, một cái người bạn hay làm ăn chung với ba, tới thăm, thì cái người bạn thân đó tới thăm ba. Và trong khi cái người bạn thân đó vừa thấy thì cô một cái là nói là ồ, đó, tôi không biết là anh có một cái đứa con gái mà nó nhìn giống anh nhiều dữ như vậy. Thì lúc đó thì ba nhìn lại, ba thấy là ồ, ông nói thiệt không vậy? Nó nhìn giống tôi hả? Thì cái ông kia ông nói dĩ nhiên rồi, nhìn kìa, trời ơi, nhìn cái mũi của nó, cái nụ cười của nó, cái trán của nó giống ông y chang. Thì cái đó là cái lần đầu tiên mà cái người cha họ nhìn sâu và họ nhìn kỹ vào cái người con gái để mà thấy nó nhìn giống y chang mình luôn. Thì nếu mà không có cái người bạn đó một cách vô tư mà tới thăm và không hề biết gì về một cái câu chuyện này hết, ổng chỉ có nói một cách vô tư như vậy thôi, thì nếu mà không có cái người bạn đó thì chắc là cái người cha đó cũng tiếp tục tin tưởng vào cái tri giác của mình và hành xử một cách lạnh lùng với lại con gái của mình.
Nhưng mà này dĩ nhiên nó sẽ là một câu chuyện kết thúc tốt, tại vì sau khi đó thì cái người cha đó họ cái người cha đó thay đổi cái thái độ đối xử với lại con gái của mình, thương thương yêu nhiều hơn, bởi vì cái tri giác sai lầm đó đã được cởi mở. Trong tâm thân của mình có những cái người mà mình thấy trời ơi, mình chẳng làm gì họ hết, nhưng mà tại sao cái người đó có vẻ không thích mình vậy ta? Tại sao cái người đó lúc nào cũng tạo ra mình cho mình những cái khó khăn? Mình cần phải vượt qua cái cảm thọ, cái cảm giác là đó là cái lỗi của mình. Mỗi người có những cái câu chuyện riêng, họ có những cái tổn thương ở trong họ, tổn thương từ ngày còn nhỏ và nhiều khi nó chưa có vượt qua được. Hoặc là chỉ vì cái những cái ý khác nhau, về những cái khác biệt và nhiều cái nguyên nhân khác nhau mà nó tạo nên những cái sự khác biệt. Cái mà con muốn nói với mọi người ở đây đó là mình hãy học cái cách để mà mình cố gắng để mình hiểu người kia, bên cạnh những cái yếu tố về văn hóa rồi những cái dán nhãn lên nhau. Giống như là anh như thế này, tôi như thế kia, thì những cái đó nó tạo ra những cái khó khăn, khổ đau. Và những cái điều này mình cần phải tới để mà có thể học mà hiểu được. Thì khi mình có một cái khả năng để mà mình nhìn ra, mình có thể hiểu được, thì bắt đầu mình có thể chế tác ra cái tình thương. Và khi mà mình có khả năng mà có tình thương đó, thì mình dễ dàng mình chấp nhận được cái người kia. Cái hiểu và cái thương nó luôn luôn nó chung với nhau. Bởi vì mình hiểu nên mình thương người kia, và bởi vì mình thương cho nên mình hiểu người kia hơn. Và khi mà mình có khả năng làm được như vậy thì mình có cái khả năng sống hài hòa. Chẳng hạn như khi mình nhìn một cái người đó sâu sắc hơn, nhìn một cái người sâu sắc hơn thì những cái biểu hiện của người đó trong cái đời sống hàng ngày thì mình hiểu cái nguồn gốc của nó từ đâu có, từ đâu mà như vậy, thì mình sẽ có cái cơ hội chấp nhận người đó nhiều hơn, có khả năng chấp nhận người kia nhiều hơn. Ở trong cái sắm mới thì bữa vừa rồi có những cái chương trình giống như là cái chương trình giống như là đây là lần đầu tiên kể. Lần đầu tiên mình kể ra những cái câu chuyện của mình từ ngày mình còn nhỏ, gia đình của mình ra sao, thì nó đi làm cho các chị em có thể hiểu được nhau là tại sao người đó hành xử như vậy trong khi trong những cái hoàn cảnh khác nhau, bởi vì người đó đã lớn lên như thế nào trong một cái gia đình ra sao, thì nó tạo ra cái sự hiểu biết lẫn nhau. Thì khi mà người đó hành xử thì mình dễ hiểu được và dễ chấp nhận người người đó. Trong những cái buổi họp nhiều khi có những cái ý rất là mạnh nhưng mà mình vẫn có thể chấp nhận được nhau và đi tới được cái sự hài hòa, mặc dù những cái ý kiến nó khác biệt nhau quá nhiều, hoặc là ý người này quá mạnh, ý người kia. Khi mình lấy ra những cái dán nhãn của mình cho cái người đó, mình nhìn cho sâu để mình thấy người đó là cái người đó thôi. Mình không có dán nhãn người này khó chịu, người kia dễ chịu. Để làm được như vậy thì mình phải có thời gian cho bản thân của mình phải hiểu được bản thân của mình trước tiên. Khi mình có khả năng mình hiểu được mình thì mình có thể dễ dàng hiểu được người khác. Nếu mình không hiểu được bản thân của mình thì mình sẽ chụp mũ giống như là mình chụp xuống cái người kia, cái nhìn của mình, cái tri giác của mình, cái ý kiến của mình, thì mình cứ muốn là người đó phải thay đổi cho phù hợp với mình thôi, mà mình quên đi á. Nếu mà mình không có thay đổi được bản thân của mình thì mình đừng có mong mà mình thay đổi được ai hết. Giống như bây giờ chẳng hạn, với tất cả những cái cuộc biểu tình nó đang diễn ra, và những cái cuộc mà biểu tình, những cái hành động,
đang diễn ra để mình nói là mình cần phải làm như thế này, mình cần phải làm như thế kia để mà giúp thế giới, để mà chuyển hóa những cái tình trạng bất công. Nhưng mà mình có nhìn, bao giờ mình có nhìn sâu lại ở trong cái bản thân của mình? Mình đã có thể chuyển hóa tự thân của mình hay chưa? Mình có hiểu được mình chưa? Mình có làm được những điều đó đối với những người mình thương chưa? Hoặc là làm được những điều đó trong cộng đồng của mình sống chung chưa? Trước khi mà mình mở rộng nó ra cho những cái môi trường lớn hơn, thì mình nhiều khi mình nói, ủa nếu tôi không làm thì ai làm đây? Bất kể những cái phong trào, những cái gì mà mình làm nó như thế nào, nhưng mà nếu mà mình làm nó không có phát xuất từ cái từ bi, từ cái tình thương và sự hiểu biết của mình, thì nó không có mang được cái kết quả. Có những vị họ làm những cái chương trình xã hội, họ đã mang rất nhiều cái năng lượng của họ cho những cái hoạt động xã hội đó. Nhiều khi họ bị kiệt sức bởi vì họ không biết tự nuôi dưỡng bản thân của họ. Và trong suốt cái thời gian mà mình hành động, trong thời gian mà mình làm những hoạt động xã hội đó, nhiều khi nó chạm đến những cái điểm yếu của mình. Có những cái người mà họ tự tử á, có những vị đó, họ có thể họ là những cái bác sĩ tâm lý nha. Nó có những đó là những cái người mà họ phải mang đến cái yểm trợ, mang đến cái niềm tin cho người khác, nhưng mà họ là những cái người họ họ tự tử. Dĩ nhiên những cái người mà họ tự tử lúc nào họ cũng đã chạm tới một cái đáy rồi và họ không có thể nào mà cảm thấy có thể ngoi lên được. Thì giống những người thực tập là xuất sĩ hay cư sĩ gì đi nữa, thì mình có cái môi trường để thực tập, mình có những cái pháp môn để thực tập để mà có thể giúp đỡ cho chính tự thân của mình. Và chỉ khi nào mình giúp được cho mình thì mình mới nghĩ tới cái chuyện mình giúp cho người khác. Thì như vậy mình mới không có đổ những cái khổ đau của mình cho những cái người khác. Không biết có một cái người thiền sinh ở trong cái tăng thân ở Mỹ, ổng có nhiều khổ đau lắm. Và ổng có cái công việc, vợ ông không có yểm trợ tại vì ông hay làm những cái công việc xã hội đó, và ông đó ông thấy cái công việc của ông như là cái nơi ông được yểm trợ làm những cái gì ông muốn. Ông tới cái cộng đồng đó không phải là vì muốn sự thực tập, muốn thực tập, nhưng mà muốn tìm cái nơi để làm sân chơi cho mình. Còn cái cách nó là một cái phương tiện, ông dùng cái cộng đồng đó như là một cái phương tiện, và ông trút ra hết những cái khổ đau, những cái ước muốn của mình trong cái cộng đồng đó. Và cái cộng đồng đó trở thành nó trở thành khó khăn, và người ta không biết phải đối diện với ông này như thế nào. Khi mình đến với nhau như là những người thực tập, mình phải coi cái sự thực tập là cái chính. Khi mà mình chế tác được cái sự
sức mạnh ở trong. Rồi mình có thể là chính mình thì mình có thể giúp cho những người khác. Nếu mà những cái người đó có thể giúp cho những người khác, có thể giúp cho khi mình có thể giúp cho những người khác thực tập những cái thiền hành, thực tập lắng những cái tâm hành, và mình có đủ sức mạnh thì mình có thể giúp những người khác, thay vì mình là nạn nhân của những người, những cái sự trút khổ đau của người đó trút ra. Bụt đã chỉ cho mình con đường, thầy đã chỉ cho mình những pháp môn. Cái nhiệm vụ của mình là phải thực tập và làm những cái thực tập những pháp môn đó. Hôm nay con nói về chánh kiến và tri giác sai lầm và hành động đúng. Chánh nghiệp nó chỉ là chánh nghiệp khi nó có sự hiểu biết và thương yêu. Nếu không thì cái hành động mình nó có thể có cái tướng là đúng, cái hình tướng là đúng, nhưng mà nó không có mang lại những cái kết quả theo mình muốn. Con cũng muốn nói nhiều nhưng cũng không có nhiều thời gian, cho nên con cũng kết thúc. Có một cái hình ảnh mà con đã thấy được hôm kia. Bây giờ mùa thu đang đến, lá đang vàng. Và bữa có một bão gió nó mạnh và cành cây nó bị gãy. Và trên cành đó nó có những cái lá vàng và có những lá xanh. Có một lá nó bị sâu ăn hay gì đó, nó có mấy cái lỗ. Và con cầm cái lá đó lên. Con không vẽ đâu, chắc tại vẽ không đẹp. Thì con giải thích. Con cầm cái cây, cái cành đó lên và nghĩ đến tăng thân. Trong tăng thân có những người rất là trẻ mới vào tăng thân, đầy năng lượng, đầy sức sống. Và những lá vàng như là những người lớn tuổi hơn, không có còn trẻ nữa. Và có những lá lành mạnh và có những lá nó có những cái lỗ, tại vì con bọ nó đã ăn. Có nghĩa là trong tăng thân mình có rất là nhiều người khác nhau. Có những người thì phải nương tựa chúng để sinh sống, để sống hàng ngày, và có những người đầy năng lượng để mang tăng thân về tương lai. Nhưng mà mình sống chung hòa hợp như là những cái lá trên một cành, hoặc là những cành trên lá trên cây, và những cành trên cây cùng với nhau. Và mình hút năng lượng, thấm năng lượng của mặt trời, của vũ trụ để nuôi dưỡng cái thân cây, những cái cành cây nuôi dưỡng cái thân cây. Và tất cả chúng ta là một phần của vũ trụ. Và mỗi người có một cái nhiệm vụ của mình, có dù cho dù là lớn hay nhỏ. Mình chỉ sống bình thường, mình sống tự nhiên, mình làm hết khả năng của mình. Và mình nhìn nhau với từ bi, sự hiểu biết. Thì con tin là thế giới đang cần những thứ này. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.